Bạn mắc hội chứng đau cơ sơ hóa, bị đau đầu, đau nửa đầu, đau cổ, đau lưng, bị căng cơ vai, bị viêm khớp ở bàn tay và đầu gối ư? Đau mỏi và căng cơ ảnh hưởng tới khả năng làm việc, vui chơi và thư giãn của bạn ư? Các liệu pháp thật tốn kém, thuốc men thì có tác dụng phụ. Đừng lo lắng vì nay đã có giải pháp giảm đau đớn ngay lập tức và bất kỳ lúc nào bạn muốn. Không cần hẹn gặp bác sĩ, không tốn kém và rắc rối với thuốc men. Vì nay đã có liệu pháp giảm đau Dr. Hổ giúp bạn thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Công ty Best Buy Việt Nam xin giới thiệu máy massage giảm đau Dr. Hổ. Một lựa chọn hoàn hảo cho bạn có cuộc sống ít đau đớn hơn. Chiếc máy mới này của tôi là thế hệ kế tiếp của dòng sản phẩm Tensor sử dụng công nghệ rất tiên tiến để giảm đau. Nó hoạt động bằng cách kích thích hệ thần kinh và cơ với các bước sóng điều chỉnh và giảm các cơn đau. Đây là sự khác biệt của dòng sản phẩm Tensor. Những bước sóng hình cầu này được thiết kế để thay đổi sau vài giây. Vì nó liên tục thay đổi, cơ thể của bạn sẽ hấp thu toàn bộ và bạn sẽ được giải phóng khỏi cơn đau lâu hơn. Bạn sẽ có cảm giác như là được massage sâu để giúp làm mềm các bó cơ bị nghẽn, tăng cường lưu thông máu để giảm đau. Hầu hết các loại máy xoa bóp chỉ dùng một phương pháp kích thích nhất định, phải mất nhiều thời gian bạn mới cảm thấy dịu cơn đau mỏi. Máy trị liệu của tôi đưa ra 12 kỹ thuật xoa bóp hiệu quả nhất, chia làm 3 chế độ khác nhau để bạn xoa dịu cơn đau mỏi nhanh hơn và hiệu quả lâu dài hơn. Công nghệ giảm đau của tôi mang tính khoa học và đã được chứng nhận trong các nghiên cứu y khoa độc lập. Tiến sĩ Stuart McHugh và nhóm nghiên cứu của ông ấy nhận thấy rằng sản phẩm Tensor của tôi thật sự giảm được sự căng cơ, tăng cường lưu thông máu và giảm đau rất tốt chỉ sau 9 lần sử dụng trong 20 phút. Miếng giảm đau chân rất thích hợp cho những ai bị đau chân và mệt mỏi vì bị sưng chân do phải mang loại giày không phù hợp suốt cả ngày. Nó cũng rất tốt cho việc tăng cường lưu thông máu trong chân họ. Trên DVD này, tôi đã tổng hợp nhiều cách thức từ thực tế trị liệu. Ví dụ như nếu bạn bắt đầu thấy đau và tê tay, bạn nên chữa ở cổ để làm mềm cơ cổ và tăng cường lưu thông máu và kích thích thần kinh từ cổ xuống cánh tay để nhận được kết quả tốt nhất. Tôi đảm bảo, sản phẩm giảm đau của tôi rất hiệu quả, nhưng bạn phải thử để tin tưởng nó. Bạn được đảm bảo hoàn lại tiền, không có gì là mạo hiểm. Sao bạn lại không thử chứ? Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm.